nghe chia sẻ của thầy, em cũng thấy rất là hứng thú và rất muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực tâm lý học này. Không biết là thầy sẽ chia sẻ cùng em cũng như là những cái bạn học viên về những cái tài liệu cũng như là những cái khóa học mà giúp cho mình có thể tìm hiểu thêm về lĩnh vực tâm lý học được không ạ? Ok. Về tài liệu á thì trên mạng có rất nhiều, nhưng chỉ có một cái khó khăn cho những các bạn mà kém ngoại ngữ là nó bằng tiếng Anh, họ nói nó bằng tiếng Anh. Thì trong cái khóa học á, tôi thường nhắc tới cuốn sách của giáo sư Robert Cialdini đó, thì rất may là cuốn sách này được dịch ra tiếng Việt. Một cuốn sách khác của tác giả khác, Morgan gì đó tôi không nhớ rõ cái tên lắm, tại tôi đọc nó lâu lắm rồi. Thì một vài cuốn có giá trị đó. Thì nhưng mà nói một vài cuốn có nghĩa là số lượng không nhiều. Còn về những khóa học á, thì chính vì vậy á, mà các bạn biết là cái khóa học này chỉ là cái khóa học nhập môn mở đầu thôi. Nó sẽ mở đầu cho những cái khóa học khác. Và tôi hy vọng là các bạn trẻ sẽ cảm thấy là thích thú hơn với những khóa học kế tiếp. Nói chung bây giờ người ta gọi đó là các loại kỹ năng mềm, các loại mà soft skills, các loại kỹ năng mềm. Thì đây là một điều nó bổ sung cho cái lối học mà gọi là chính thức của xã hội. Giữa các bạn vào việc đại học và học toán và học lý và học văn và học sinh học đó, thì không có được có cái thời gian mà học về những cái kỹ năng mềm. Thì tôi nghĩ rằng là Minh đó, là đứng với vai trò là người sáng lập và giám đốc của công ty Data Việt Education đó, nên nghĩ việc là mình cung cấp thêm những khóa học về kỹ năng mềm, ví dụ như mở rộng hơn là kỹ năng bán hàng. Đó. Chữ bán hàng này theo cái nghĩa là selling, theo nghĩa rất là rộng, bán ý tưởng, bán sản phẩm, chứ không phải đơn giản chỉ là đứng bán nước đường đâu, mà coi nó nghe nó kém, không phải vậy. Đó. Làm cách nào để chúng ta bán được ý tưởng mình cho người khác? Ví dụ như mình nói như ngay cái ông thầy giáo là ông bán ý tưởng còn gì nữa? Ngay cái ông thầy giáo, nếu ta nghĩ một quan điểm mà triệt để vào mặt kinh doanh chẳng hạn, thì người thầy là người đang bán ý tưởng của mình, đang thuyết phục các học trò của mình. Đó. Là nếu học môn này, em học môn toán của thầy, em học môn văn của thầy, thì có khả năng là em sẽ ra nhà toán học hay thành nhà văn gì đấy. Và những người học trò chính là những người khách hàng. Họ chấp nhận xong thấy xong này hay, có ích lợi, có kỹ năng mềm. Và ngoài cái đó ra, chúng ta còn phải suy nghĩ thêm là xây dựng hạnh phúc gia đình, làm cách nào được có một cuộc sống hạnh phúc. Rất nhiều bạn trẻ, ví dụ mình đọc tin á trên báo chí, mình thấy là hầu hết bạn trẻ là có những người trẻ lớn lên họ không có sự định hướng về bản thân. Họ rất dễ lạc lối về những cái trò vui chơi, ăn chơi, nhậu nhẹt. Nhưng một cái người lớn tuổi như mình, 60 tuổi rồi như mình á, mình cũng từng ăn chơi chứ bộ, cũng nhậu nhẹt chứ bộ, chứ phải là không đâu. Thì mình thấy rằng rốt cuộc ra đó, những cái đó nó cũng chỉ là một cái gì đó nó phù phiếm, và nó có nhiều khi có thể hiện cái bản thân. Bạn thấy đa số bạn để đi chơi là để thể hiện bản thân. Đó, nhiều khi cái người kia thấy người kia uống 2 chai bia, mà tôi uống 4 chai luôn gấp đôi anh, thì tôi cảm thấy thể hiện bản thân, ta vẽ ta đây là tửu lượng cao. Đó, bản thân của họ bị định hướng bởi những giá trị sai lầm. Chứ nếu mà họ tự đặt câu hỏi là tôi uống anh 2 chai thì tôi được cái gì? Chỉ có gan phổi tôi, thận tôi nó nát hơn anh thôi, chứ đâu phải tôi hơn được anh gì đâu. Nhưng nhiều người cứ hiểu như vậy. Mình thấy ra những cái quán cứ vô rồi cái người kia cứ bắt người khác uống, là nếu anh ngon thì uống được hơn tôi, không tôi uống được 5 chai anh cứ uống được 6-7 chai. Thì cái định hướng giá trị về nó sai. Rồi cái định hướng, một cái vấn đề hay là những cái thông tin về giết người yêu chứ hả. Cái vừa rồi đó tôi đọc báo thấy anh chàng kia, nó là anh chàng gì mà ngoài Đà Nẵng đó, mặt đẹp trai cũng giống mình đó, chàng này thấy ghê gớm lắm. Vậy vậy cô kia đã chia tay rồi, bạn này còn đến nhà rồi hiếp dâm rồi này kia, rồi còn làm mà không cho cô ấy quen biết người khác, rồi dọa cô ấy đi thưa công an rồi giết chết đi kia đó. Thế là cái máu sở hữu, anh thấy một cái định hướng sai lầm của nhiều người đàn ông Việt Nam, đó là một khi mình quan hệ về thể xác với người đàn bà nào đó thì mình cứ nghĩ là mình chủ sở hữu người ta, mặc dù người ta đã chia tay, người ta chủ động hai bên chuyện chia tay, hai bên đồng ý, mà bản thân anh chàng đó, anh chàng gì ở ngoài Đà Nẵng á, anh chàng đó, bản thân chàng đó cũng là có sắp sửa cưới người phụ nữ khác rồi đấy, chứ chuẩn bị làm đám cưới một cô khác rồi, mà vẫn ghen với cái cô bồ cũ mà đã chia tay cách đây 2-3 năm. Anh thấy là cái định hướng về sở hữu của người đàn ông là nó là sai lầm. Họ cảm giác là khi mà bản thân tôi ngủ với cô một cái là tôi là sở hữu cô, sau đó cô mà chia tay tôi hay cô đi chơi với người khác là tôi ghen, tôi rạch mặt rồi tôi đánh ghen, tôi làm rùm beng lên. Cái điều này phải nói thật sự mà nói, thì phụ nữ cũng vậy, họ cũng có cái máu sở hữu như vậy.
là nếu mình mà quan hệ với họ rồi đứa này kia thì họ xem như là mình là chồng họ chẳng hạn, cho dù không có đám cưới thì anh cũng phải có trách nhiệm, anh có những cái này kia vân. Thì mình cho rằng cái suy nghĩ đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Chúng ta phải có khả năng định hướng bản thân, nên cần có một cái hướng dẫn nào đó về cái kỹ năng định hướng bản thân, cái cách mà chúng ta định hướng bản thân, chúng ta đặt đánh giá, chúng ta tự đặt ra câu hỏi là tôi là ai, tôi muốn gì trong cuộc đời này, và điều gì là điều tốt đẹp mà tôi nên theo đuổi, và điều gì là cái điều mà tôi nên tránh. Đó, cũng giống như những chương trình mà theo dấu ước mơ của chương trình Vinh Minh đã làm đó, thì cái ước mơ này đương nhiên phải là những ước mơ nó tốt đẹp, ước mơ mà phục vụ cho xã hội, có những giá trị lớn, luôn luôn những giá trị mang tính chất là nâng cao cá nhân, phát huy cái tiềm năng của cá nhân, đồng thời giúp cho xã hội cùng đi lên với mình, chứ không có những cái giá trị nào mà chỉ phục vụ cho cá nhân mà đi ngược lại những cái giá trị, những cái chuẩn mực của xã hội hết. Thì mình rất hy vọng là mình tiếp tục mở rộng thêm những cái chương trình đào tạo về những kỹ năng mềm loại này, tự định hướng bản thân, hoặc là xây dựng chương trình tài chính cá nhân làm cái này để sống không bị lãng phí, hoặc là thậm chí thôi những cái khiêm tốn hơn là phương thức học, cách nào để học hành cho có kết quả. Hiện nay sách vở rồi trên mạng rồi Google rồi thư viện rồi kiến thức cứ khoảng 5 năm theo các nhà khoa học đó thì kiến thức nhân loại nó tăng lên gấp đôi. Làm cách nào chúng ta tiếp cận được với số kiến thức đó, làm cách nào chúng ta sử dụng được cái kiến thức đó áp dụng vào cuộc sống của mình để chúng ta có thể có một cuộc sống lành mạnh hơn, hấp dẫn hơn, thích thú hơn và đầy hiểu biết hơn đối với cộng đồng xung quanh của mình. Thì mình nghĩ rằng đó là những cái chương trình mà mình hy vọng là sẽ hợp tác trong tương lai để thực hiện các chương trình đó. Cảm ơn các câu hỏi của mình. Ok. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình trò chuyện cùng tiến sĩ Dương Ngọc Dũng. Hẹn gặp lại các bạn ở những khóa học tiếp theo của thầy.